Xin chào cả nhà, đây là chiếc nồi 5 đáy 3 lít 8 mới khui chất liệu là inox hay gọi là thép phong rỉ, nay thức 12A tiến hành phôi để tạo lớp chống dính tự nhiên. Sau khi rửa sạch nồi với nước rửa chén, cho nồi lên bếp và bật lửa lớn, vẩy ít nước, kiểm tra nước, lăn tăn là nồi đã nóng, hãy hạ lửa nhỏ nhất nha. Cho khoảng 100ml dầu ăn vào để dầu nóng trong nồi khoảng 2 phút là được. Sau đó hãy đổ hết dầu ra chén. Dùng giấy ăn sạch lau vòng tròn như hướng dẫn, lần lượt thay giấy 3-4 lần, thời gian lau khoảng 5-6 phút là đủ. Thời gian này có thể giúp đáy nồi sạch rồi nhé cả nhà. Lúc này nồi đã được khui xong, cả nhà lưu ý, thứ nhất trong quá trình nấu hãy luôn vệ sinh nồi thật sạch bằng dẻ mềm, hãy luôn có baking soda để sẽ giúp bạn vệ sinh nồi chảo inox sạch bóng. Thứ hai, hãy làm nồi đủ nóng để mặt nồi nở hết ra, sau đó mới hạ lửa nhỏ và cho dầu vào nếu bạn chiên xào nhé. Thứ ba là chỉ nấu lửa nhỏ vì nồi giữ nhiệt siêu tốt. Như vậy, nồi thép phong rỉ của cô Que không lớp chống dính sẽ luôn chống dính tự nhiên nhé cả nhà.